Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học live stream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các em học sinh. Ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm bài văn miêu tả về cây sấu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần dàn ý cụ thể của cô ngày hôm nay. Ở phần mở bài thì chúng ta sẽ giới thiệu về cây sấu mà mình định tả. Ví dụ như là mình thấy cây sấu đấy ở đâu, hay là cây sấu được trồng ở đâu trong khu vườn nhà mình, đúng không nào? Tiếp tục đối với phần thân bài. Ở phần thân bài thì chúng ta sẽ tả bao quát về cây. Ví dụ như là cây sấu thì mọc rất cao và vươn cành tỏa bóng làm dịu đi cái nóng cho người đi đường. Tiếp theo thì sẽ miêu tả chi tiết từng bộ phận như là thân cây, rễ cây, lá hay là quả của cây sấu, đúng không nào? Sau khi đã tả xong bao quát và chi tiết rồi sẽ nêu lên tác dụng của cây. Ở đây cô có một ý cụ thể cho chúng ta như sau. Quả sấu còn xanh thì là món khoái khẩu của học trò chúng em. Mỗi khi sấu ra trái, em thường hái những quả xanh, đem ngâm muối, sau đó chấm muối ớt. Ôi thật tuyệt vời, nếu ai đã thử món này chắc chắn sẽ không quên được. Sau khi đã nêu lên tác dụng thì chúng ta sẽ có miêu tả một vài kỷ niệm của mình đối với cây sấu. Sau khi đã xong phần thân bài rồi, ở phần kết bài thì chúng ta sẽ nêu tình cảm của mình với cây được miêu tả. Vậy là cô đã hướng dẫn xong chúng ta phần dàn ý cụ thể cho bài văn tả cây sấu rồi. Bây giờ các em cùng với cô đến với bài văn mẫu đầu tiên của ngày hôm nay. Bài văn mẫu số 1. Trong vườn nhà em có trồng rất nhiều loài cây ăn quả. Cây nào cũng do chính tay bố em trồng, chăm sóc. Nhưng được bố quan tâm nhất vẫn là cây sấu ở góc vườn. Cây sấu trong vườn nhà em đã già lắm rồi. Thân cây màu nâu đất, xù xì to lớn. Gốc cây trồi lên những cái rễ to nhỏ khác nhau như những con rắn. Cành cây vươn ra tứ phía, che mát cả một góc vườn. Lá sấu thuôn dài, giống lá vải nhưng nhỏ hơn một chút. Có lá màu xanh non, có lá đã ngả màu xanh thẫm. Có cái đã sang đỏ mận, tạo thành một vòm lá đầy sắc màu, đầy màu sắc. Tụi nhỏ chúng em thích nhất là ngồi dưới tán lá sấu. Những tia nắng ấm áp len lỏi qua lá như nhảy nhót, vui đùa cùng chúng em. Cuối xuân đầu hạ, cây sấu trong vườn nhà em trổ hoa. Hoa sấu nở kết thành từng chùm, sắc hoa vàng lẫn trong tán lá. Sấu nở hoa một cách thầm kín, như không muốn mọi người biết đến mình. Hoa sấu như những bông hoa, như những bông nắng, trông thật đẹp. Bố em rất thích ngồi dưới gốc cây nhâm nhi uống trà. Những bông hoa sấu hòa vào sắc nắng, những đàn ong bướm bay lượn xung quanh, càng làm khu vườn trở nên thơ mộng. Khoảng tháng 4, tháng 5, cây sấu trong vườn nhà em mới bắt đầu kết quả. Những quả sấu màu xanh, giòn như những viên bi ai ném lên trời. Rồi sau đó quả chín, vỏ ngà sang vàng. Sấu chín mang hương vị vừa ngọt vừa chua, làm em rất thích. Sấu có thể ăn, sấu có thể ăn không, hoặc để ngâm làm nước uống. Mùa hè nóng nực mà được uống một cốc nước sấu thì thật tuyệt vời. Sấu còn được dùng để ninh xương, nấu canh chua. Vị chua chua ngọt ngọt của quả sấu càng làm cho món ăn trở nên ngon và hấp dẫn hơn. Em rất yêu cây sấu vườn nhà. Sấu là loài cây thân thuộc khắp làng quê Việt Nam. Mỗi khi ăn những quả sấu chua chua ngọt ngọt, em lại nhớ đến công lao vun trồng và chăm sóc của bố. Vậy là cô đã hướng dẫn xong chúng ta cách làm bài văn tả cây sấu, bài văn mẫu đầu tiên của ngày hôm nay rồi.
Bây giờ các em cùng với cô đến với bài văn mẫu số 2 của ngày hôm nay nhé. Trường em trồng rất nhiều cây cho bóng mát, nhưng em thích nhất là cây sấu thật to ở sân trường em. Cây sấu không rõ trồng từ bao giờ, nó khá cao, ngọn cây gần ngang tầng thượng ngôi nhà 2 tầng, dày đặc lá, lúc nào cũng xanh rì. Ngồi ở dưới sân trường, ngước nhìn lên, lá cây dày đặc, khó mà nhìn thấy được một mảnh da trời. Gốc cây to, đến ba đứa chúng em ôm cũng không xuể. Vỏ cây màu nâu mốc, nứt ra từng mảnh nhỏ. Có bạn nghịch, cậy ra từng mảnh vỏ, chắc cây đau lắm. Những hôm nắng to, cây sấu tỏa bóng râm, chùm lên một khoảng sân rộng. Bóng râm lúc to, lúc nhỏ, lúc tròn vành vạnh, như một cái ô lớn, khi mặt trời ở đỉnh đầu. Lúc thì ngả dài, như một dải lụa, khi mặt trời mới mọc hoặc xế chiều. Đặc điểm của cây sấu già cổ thụ này, có thể dễ nhận thấy, đó chính là bộ rễ cây. Rễ của cây sấu to, và nó cũng nhô lên khỏi mặt đất, trông giống như một đàn rắn đang bò xung quanh gốc. Thân cây sấu rất lớn, phải đến vòng tay của ba bạn ôm lại. Khi mùa thu đến, những chiếc lá vàng trên cây sấu dường như cũng đã rơi rụng rất nhiều. Cơn gió mạnh mà thổi qua là đã khiến cho mặt đất xung quanh cây sấu như được phủ một lớp lá vàng. Đến mùa đông, cây sấu dường như thu mình lại im lìm. Cho đến mùa xuân thì cây như đâm chồi, nảy lộc, thật đẹp biết bao nhiêu. Cho đến mùa hạ, cây sấu lại ra những chùm hoa trắng nhỏ xinh. Ngày qua ngày thì chùm hoa đó đã thành quả sấu. Người ta hay dùng quả sấu để nấu canh chua, hay cũng dùng để ngâm với đường làm nước giải khát, rất thơm ngon vào ngày hè, thời tiết oi bức trong những giờ ra chơi. Chúng em cũng thích ngồi dưới gốc cây sấu để có thể tận hưởng được bóng mát của cây mang lại. Vì trong sân trường em, cây sấu là cây cổ thụ lâu năm nhất. Em rất yêu mến cây sấu này. Em cùng các bạn sẽ bảo vệ cây, không cho bạn nào bẻ cành, tút lá. Vậy là cô đã hướng dẫn xong chúng ta cách làm bài văn miêu tả về cây sấu rồi. Hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo của cô. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.